Chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ nói về những lợi ích của phương pháp ăn chay dưỡng sinh Osawa. Khi mà ăn chay được lâu, nhất là ăn chay theo phương pháp dưỡng sinh, thì trí tuệ của chúng ta sẽ minh mẫn hơn, nhất là nếu chúng ta giữ được giới. Giới đầu tiên là giới sắc, giới sát. Nếu chúng ta mà dứt được nghiệp sát, và giữ thêm được những giới khác nữa, không nói dối, không vọng ngữ, không nói lời thô ác, không nói lời thêu dệt, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu bia, hút thuốc và dùng chất gây nghiện, vân vân. Khi giữ được giới thì tâm chúng ta sẽ định. Khi tâm chúng ta sẽ định, khi tâm chúng ta định thì trí huệ sẽ khai mở. Lúc đó đầu óc chúng ta sẽ minh mẫn và sáng suốt hơn. Trưởng dưỡng lòng từ bi bác ái, và nhất là giảm được lòng tham, tăng trưởng lòng từ bi bác ái, chúng ta sẽ biết yêu thương mọi người, hòa ái mọi người, yêu thương vạn vật. Chúng ta sẽ giảm được lòng tham rất là nhiều, không còn tham ăn nữa, và cuộc sống chúng ta sẽ đơn giản giản dị hơn, tiết kiệm hơn, nấu ăn cũng dễ dàng hơn, giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường, giúp tăng tuổi thọ, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, cao huyết áp, vân vân. Trong xu thế cộng đồng hướng đến ăn chay để giữ gìn sức khỏe và bảo vệ môi trường xanh, thì đâu đó vẫn còn một số người lo ngại ăn chay không đủ dinh dưỡng, thì đó là những quan điểm mà sai lầm. Nếu mà những ai còn sợ thiếu dinh dưỡng thì cứ đọc tìm hiểu, đọc trong sách dinh dưỡng học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là đọc thêm trong sách dinh dưỡng học của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch thì sẽ biết những chất gì trong động vật có thì trong thực vật đều có hết. Nếu chúng ta biết bổ sung thì chắc chắn sẽ không thể thiếu chất gì đó hết. Đạm, canxi, sắt, vân vân. Trong phương pháp thực dưỡng dưỡng sinh của Osawa thì không bắt buộc chúng ta ăn chay, nhưng mà nếu ai ăn chay được thì sẽ càng tốt hơn, ai không ăn chay được thì giảm dần, giảm lượng thịt cá trứng và sữa động vật lại thì sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn, là chúng ta sẽ bớt hấp thu độc tố trong cơ thể, giúp thanh lọc cơ thể chúng ta tốt hơn. Còn nếu ai ăn chay được thì sẽ thuận theo tự nhiên hơn, ăn uống chay tịnh dưỡng sinh là phương pháp ăn uống thuận theo tự nhiên. Trời thuận theo đất, đất thuận theo người, người thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Nếu chúng ta muốn sống vui, sống khỏe, sống thọ thì chúng ta cứ sống thuận theo tự nhiên, sống một lối sống lành mạnh, không rượu bia, thuốc lá, cà phê, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ đúng giấc, thuận với tự nhiên là cách phòng bệnh tốt nhất. Sức khỏe là vàng. Rồi, phần tới mình sẽ nói về tháp ăn chay dinh dưỡng. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, luôn có được nhiều niềm vui hạnh phúc chân chính trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.